Hải Phòng tìm người đến 4 địa điểm có COVID-19. Tối ngày 24 tháng 2, Sở Y tế Hải Phòng thông báo những người từng đến 4 địa điểm liên quan đến các ca nhiễm mới trên địa bàn, khai báo y tế để cách ly và xét nghiệm sàng lọc. Những người từng đến địa điểm trong thời gian sau cần khai báo với Ủy ban Nhân dân xã phường, trạm y tế xã, phường gần nhất. Nhà thuốc Đậm số 303 Cắt Dài, quận Lê Chân lúc 13:30 đến 14:00 ngày 7 tháng 2. Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng lúc 14:50 đến 15:40 ngày 10 tháng 2. Quán cà phê Cuối Ngõ, ngõ 25/10, huyện Thủy Nguyên lúc 20:00 đến 21:35 ngày 11 tháng 2. Nhà bạn của thờ, nhà ông DVG tại thôn 3, xã Cao Nhân, Thủy Nguyên lúc 16:00 đến 17:30 ngày 14 tháng 2. Từ ngày 28 tháng 1 đến nay, Hải Phòng ghi nhận 4 ca COVID-19, trong đó bệnh nhân 1561 đã chuyển về Hải Dương để điều trị. 3 bệnh nhân còn lại điều trị tại cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. 3 bệnh nhân này được Bộ Y tế ghi nhận vào chiều ngày 22 tháng 2, đã phá vỡ 26 ngày duy trì chỉ 1 ca nhiễm tại Hải Phòng, mặc dù địa phương này nằm giữa hai vùng dịch lớn là Hải Dương và Quảng Ninh. Nguồn lây được xác định từ Cẩm Giàng, Hải Dương. Tính trên cả nước, đến nay, tổng ca nhiễm lên tới 2.412. Hôm nay, 30 bệnh nhân được công bố khỏi, nâng tổng số khỏi lên 1.790. Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ra công văn số 123 UBND KGVX trao đổi về thông tin các trường hợp nhập cảnh trái phép vào trong nước qua đường mòn lối mở. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì và phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới tiếp tục tăng cường quản lý siết chặt biên giới, tổ chức kiểm tra chốt chặn 24/24, nhất là các tuyến đường mòn lối mở, quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, mới đây thì Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh này mua 6,2 triệu liều vaccine COVID-19 từ nguồn kinh phí được trích từ ngân sách địa phương, tiêm miễn phí cho 3,1 triệu người dân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong hôm nay, Sở Y tế Đồng Nai đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ nguồn mua vaccine và các thủ tục để tỉnh sớm triển khai thực hiện. Hiện các tỉnh thành như Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh đã có chủ trương mua vaccine ngừa COVID-19. Ngoài việc nhập khẩu vaccine, Việt Nam có hai vaccine COVID-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm trên người là Nanocovax của công ty Nanogen và vaccine Covivac của Ivac. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh này ghi nhận 2 trường hợp bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 sau nhiều lần xét nghiệm trước đó cho kết quả âm tính. Theo đó, trong số 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại tỉnh Điện Biên gồm bệnh nhân BN1970, 1971 và 1972. Đến nay chỉ có duy nhất bệnh nhân 1972 có kết quả xét nghiệm 6 lần đều âm tính. Còn trường hợp bệnh nhân 1970 sau 3 ngày cho kết quả âm tính thì đến ngày 22 đến ngày 23 tháng 2 lại cho kết quả dương tính. Bệnh nhân 1971 xét nghiệm vào ngày 20 tháng 2 đã âm tính lần 1, nhưng đến ngày 22 và 23 tháng 2 xét nghiệm lại cho kết quả dương tính. Hiện cả 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ, sức khỏe bình thường, không có biểu hiện triệu chứng. Cũng theo như báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên, thì hiện địa phương đang gặp một số các khó khăn khi mà triển khai các biện pháp phòng chống dịch và việc truy vết F1 tại Điện Biên thì vẫn chưa hoàn thành, vì trong số 220 F1 được rà soát thì hiện đã hoàn thành truy vết và đưa đi cách ly tập trung được 217 F1, còn trường hợp 3 trường hợp là F1 vẫn chưa tìm thấy. Để tiếp tục hỗ trợ cho người nông dân Hải Dương, thay vì việc chúng ta nhập hàng về rồi kêu gọi tình nguyện viên đến bán, thì hiện nay nhiều nhóm thiện nguyện họ đã chuyển hướng sang một cái hướng mới hơn, đó chính là họ bán hàng online hỗ trợ cho người nông dân. Nghĩa là sao? Nghĩa là họ sẽ đăng tải bài viết của mình lên các trang mạng xã hội nè, gom đơn hàng và đặt hàng đầu mối ở Hải Dương, đảm bảo đủ cung cầu. Cách làm này dù khối lượng hàng quá tiêu thụ được dự báo là sẽ không nhiều nữa, nhưng mà cũng được đánh giá là khá hữu ích trong bối cảnh này. Chị Hải Khuê là một trong những cá nhân đầu tiên trên địa bàn Hà Nội tham gia kêu gọi người dân hỗ trợ nông dân Hải Dương tiêu thụ nông sản. Thế nhưng bên cạnh việc nhập hàng về rồi bán tại các điểm như các nhóm tình nguyện khác, chị còn dùng chính trang Facebook cá nhân của mình để chốt đơn hàng. Cách làm này, theo chị, sẽ tránh được tình trạng ế thừa sản phẩm khi nhập hàng về. Người dân kể cả người ta có muốn mua đến mấy thì người ta cũng không thể nào mà ngày nào cũng mua được.
người ta chỉ có thể mua và ăn trong vòng 1 tuần, 2 tuần rồi sau đó người ta mới có thể mua tiếp. Cái việc bán online thì nó hay ở chỗ thứ nhất là mình chủ động nhận đơn, và khi nhận đơn xong ấy thì mình mới nhập hàng theo đúng số lượng mà mình nhận đơn online. Sau đó mà khi phân phối thì nó rất là đơn giản, chúng mình sẽ gọi ship thôi, hoặc là chúng mình tổ chức các đội ship để ship hàng trực tiếp và sẽ không có tụ tập đông người. Bên cạnh việc dùng mạng xã hội cá nhân để huy động mọi người mua hàng ủng hộ nông dân Hải Dương, nhiều tình nguyện viên còn chủ động tham gia vào các fanpage của các cộng đồng dân cư trong các khu chung cư trên địa bàn Hà Nội để quảng bá thông tin, khuyến khích mọi người đặt hàng online, vừa mua được hàng lại vừa tránh phải tiếp xúc đông người khi đi chợ. Và khi mình chỉ cần đăng lên nhóm một cái là mọi người hỗ trợ rất là nhiệt tình, thì mình rất là vui và hạnh phúc khi đi làm được những cái điều đấy, và mọi người cũng thế, rất là đồng lòng để làm. Thì mấy ngày gần đây thì mọi người ít đi chợ, ở nhà nhiều ấy, thì bọn em cũng nói chung là cũng được nhiều việc hơn, thì nó cũng tăng thêm phần thu nhập cho bọn em chạy xe hàng ngày trên đường hơn. Em rất là muốn là mọi người cùng chung tay là giúp đỡ bà con để có thể tiêu thụ hết cái chỗ nông sản này. Các tình nguyện viên cho rằng họ sẽ tiếp tục kiên trì hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng. Khi sức mua rau ăn lá giảm, họ sẽ khuyến khích người dân mua các loại củ quả với thời gian bảo quản được lâu hơn, đồng thời kết nối với các nhóm thiện nguyện lân cận ở các tỉnh để cùng nhau hỗ trợ nông dân Hải Dương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cùng với tinh thần tương thân tương ái, trong những ngày vừa qua thì rất nhiều nghệ sĩ của Việt Nam cũng đã có những tiếng nói và lan tỏa các hoạt động để tiêu thụ nông sản ở Hải Dương. Những chương trình phiên chợ không đồng hay là các điểm bán hàng giải cứu, và đặc biệt là nhiều nghệ sĩ ở các tỉnh thành phía Nam cũng đã thu mua nông sản của bà con Hải Dương, vận chuyển vào khu vực phía Nam và chia sẻ miễn phí cho người dân nơi đây. Sau đây là ghi nhận của các phóng viên kênh VTC16 tại một điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại thủ đô Hà Nội. Đã 5 ngày nay, sư cô Nhuận Đăng có mặt tại Hà Nội để nhận nông sản của bà con Hải Dương vận chuyển lên. Trung bình mỗi ngày có 20 đến 25 tấn rau củ, hoa quả được tiêu thụ. Đặc biệt đây là phiên chợ không đồng do tài khoản An Vui của MC Đại Nghĩa tài trợ. Với mục tiêu tiêu thụ nông sản nhiều nhất cho bà con, phiên chợ không đặt nặng về giá cả mà phát miễn phí hoặc nhận theo tùy tâm của người mua hàng. Bây giờ ở đối đầu Hải Dương là mình phải kết hợp với bên tỉnh đoàn của với cả hội doanh nghiệp trẻ của Hải Dương là thu mua tất cả những nông sản mà bà con đang có của từng huyện. Thì khi mà mình thu mua thế là mình sẽ trả tiền trực tiếp cho bà con tại ruộng luôn. Sau đó khi là tất cả những cái gian hàng này mình đưa về, nếu như mình được bao nhiêu, họ ủng hộ lại được bao nhiêu thì lại những cái đồng tiền này lại đem trở lại cho Hải Dương để mà mua các cái sản phẩm vật tư y tế để mà ủng hộ cho lại tất cả các bệnh viện ở dưới Hải Dương. Hiện tại với những số tiền người dân ủng hộ, tài khoản An Vui đã gửi tặng 2.500 bộ đồ bảo hộ lao động cho một số huyện của tỉnh Hải Dương. Cùng với đó, 3.500 suất quà, 40.000 trứng gà cũng đã được phát miễn phí cho công nhân, bà con vùng dịch của tỉnh Hải Dương. Hộ nhân dân Hải Dương lấy 2 túi, ăn không hết thì lại cho các cô ở cơ quan. Không phải là ta mua với cái giá trị là 50 thì ta phải lấy bao nhiêu, ta lấy một túi, hai túi thôi cũng được, hoặc là 100, 200, ta đi làm đây là mang tính chất từ thiện nhiều hơn. Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt khác và những người bạn cũng mở điểm bán hàng nông sản giúp đỡ bà con Hải Dương tại Hà Nội, cùng với đó là việc ủng hộ vật chất cho bà con, hoặc tiêu thụ nông sản Hải Dương ở các tỉnh thành phía Nam để mở rộng địa bàn tiêu thụ. Thưa quý vị, sông Nhuệ có vai trò đặc biệt quan trọng trong cung cấp nguồn nước phục vụ cho gieo cấy sản xuất nông nghiệp của địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên thì chất lượng của nguồn nước của dòng sông này lại đang bị suy giảm và ô nhiễm một cách nghiêm trọng. Vâng, và đây cũng chính là một trong những cái nguyên nhân khiến cho việc đổ ải trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bị chậm hơn so với tiến độ ở các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, dẫn đến là các hồ thủy điện phải xả nước đợt 3 gây lãng phí hàng triệu mét khối nước. Ghi nhận của các phóng viên kênh VTC16. Sông Nhuệ đã từng là con sông chính cung cấp nguồn nước tưới tiêu chính cho bà con nông dân. Tuy nhiên nhiều năm nay, dòng sông này trở nên ô nhiễm nghiêm trọng. Người dân không thể lấy nước đổ ải mà phải phụ thuộc vào nguồn nước của thủy điện. Cái mùa khô nước sông nó cạn thì cái nước thải chảy ra nó rất là đặc. Thế cái thời điểm đổ ải là thời kỳ nước bẩn nhất. Đến thời điểm này thì thành phố Hà Nội đã đảm bảo được 93% diện tích, chỉ còn 7% diện tích lúa chưa có nước đổ ải và 7% là khoảng hơn 5.500 ha. Trong đó có 4.400 ha chân ruộng chủ động cấy muộn, khoảng 1.100 ha diện tích ruộng cao khó lấy nước,
Hà Nội đã phải tính toán có giải pháp để cấp nước cho những vùng khó lấy nước. Chúng tôi bàn vào Hà Nội và các giải pháp thì cả công trình và phi công trình. Trong đó thì trước hết ấy, là Hà Nội sẽ tập trung tất cả các trạm bơm dã chiến hiện nay. Khoảng 200 trạm bơm, trong đó có 4 trạm bơm dã chiến lớn thì sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ để đảm bảo lấy nước một cách đầy đủ nhất, nhanh nhất. Thứ hai đấy là tất cả những cái nước mà hiện nay mà có thể, những cái chỗ mà có thể trữ được nước thì tiếp tục bơm để đảm bảo vừa đồ ải nhưng mà vừa đảm bảo cho cái tưới dưỡng sắp tới. Và những cái nước mà hồi quy thì cũng phải tận dụng. Thì chúng tôi cũng sẽ tập trung và chỉ đạo ngay Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để có văn bản chỉ đạo đến các cái đơn vị còn lại trên địa bàn, còn lại cái diện tích ở các cái vùng khó khăn để làm sao đó tập trung quyết liệt để đón được cái nguồn nước đợt thứ ba này. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc xả nước đợt 3 từ hồ thủy điện gần như chỉ để phục vụ riêng Hà Nội nên rất lãng phí. Cụ thể, để đảm bảo mực nước dâng ở trạm thủy văn Hà Nội đạt 1,8m cho các trạm bơm có thể lấy nước thì trong 6 ngày xả đợt 3 này, các hồ phải xả 1 tỷ khối nước, trong khi nhu cầu còn thiếu của Hà Nội là 1 triệu khối. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã rút ngắn thời gian xả đợt 3 xuống còn 4 ngày, tiết kiệm được 2 ngày, nhưng nguồn nước lãng phí vẫn rất lớn với khoảng trên 550 triệu khối. Mới đây, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã có buổi làm việc tại thành phố Cần Thơ về ứng phó tình trạng hạn hán xâm nhập mặn trong vụ đông xuân năm nay. Đại diện Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, vụ lúa đông xuân 2020-2021 ở đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản vượt qua được hạn hán xâm nhập mặn năm nay. Đây là kết quả của việc các địa phương đã chủ động điều chỉnh lịch thời vụ lên sớm hơn cùng với việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật, chọn tạo giống lúa ngắn ngày ở các vùng từng bị hạn mặn. Đến thời điểm hiện tại, nông dân đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch được khoảng 350.000 ha và theo dự kiến sẽ đạt được 550.000 ha vào cuối tháng 2. Các diện tích còn lại sẽ được thu hoạch vào tháng 3, tháng 4 năm nay, chỉ còn một số ít sẽ thu hoạch trong tháng 5. Dự báo trong số các địa phương làm vụ đông xuân 2020-2021, chỉ có một ít diện tích khoảng 10.700 ha tại tỉnh Trà Vinh có nguy cơ bị thiệt hại bởi hạn mặn giai đoạn cuối vụ.